Quý vị thân mến, đu đủ chín là loại trái cây ngon ngọt được chúng ta dùng để tráng miệng sau mỗi bữa ăn bởi hương vị vô cùng thơm ngon, bổ dưỡng, đúng không nào? Vậy bạn đã bao giờ thử ăn đu đủ xanh hay chưa? Mặc dù hương vị của đu đủ xanh sẽ không thể hấp dẫn bằng đu đủ chín, nhưng so về những lợi ích sức khỏe thì nó lại chẳng thua kém gì đâu quý vị nhé. Đặc biệt, các chuyên gia đông y còn tiết lộ rằng với 9 căn bệnh nguy hiểm sau đây, bạn không cần đến viện hoặc sử dụng thuốc tây mà chỉ cần nhờ 2 hoặc 3 trái đu đủ xanh sẽ thổi bay bệnh tật, sống khỏe mạnh đến da. Vậy cụ thể đu đủ xanh sẽ đem đến cho chúng ta những lợi ích gì, cách sử dụng ra sao? Hãy cùng Xuân Lạc đi tìm câu trả lời ngay sau đây nhé! Tác dụng thứ nhất, làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Enzyme papain có trong đu đủ xanh là một trong những thành phần được đưa vào giúp hỗ trợ điều trị ung thư. Bên cạnh đó, với bệnh nhân ung thư, do phải trải qua quá trình hóa trị nên có thể bị lở miệng, khó nuốt thức ăn, nhờ vào công dụng của loại enzyme này, đu đủ xanh trở thành một thực phẩm, giúp bệnh nhân dễ ăn hơn. Bên cạnh đó, lượng beta-carotene có nhiều trong đu đủ là loại vi chất dinh dưỡng, có khả năng chống oxy hóa mạnh nên giúp chống lại một số căn bệnh ung thư và hạn chế sự phát triển của nó. Tác dụng thứ hai, chữa sỏi thận. Để dùng đu đủ xanh chữa bệnh sỏi thận, bạn có thể làm theo cách sau. Chọn quả đu đủ bánh tẻ khoảng 400-600g, vỏ còn xanh, nhiều nhợn trắng. Cắt bỏ đầu đuôi, bỏ hạt, cho thêm ít muối vào đu đủ cho vừa ăn. Tiếp đó đặt quả đu đủ vào cái bát hoặc cặp lồng vào nồi, đổ nước đun cách thủy khoảng 30 phút, mỗi ngày ăn một quả. Sau 7-10 ngày đi khám lại xem kích thước sỏi có bị mòn bớt không, nếu có dấu hiệu suy giảm nên cách 1-2 tháng sau ăn lại. Trong quá trình chữa bệnh, người bệnh nên uống thêm nhiều nước, ăn nhiều hoa quả và hạn chế các loại thực phẩm nhiều canxi. Tác dụng thứ ba, phòng ngừa bệnh tim mạch. Bệnh về tim mạch là một trong những căn bệnh khó điều trị và nguy hiểm đối với tính mạng, sức khỏe con người. Vì vậy, chúng ta nên tìm những biện pháp giúp phòng ngừa căn bệnh này. Cholesterol bị oxy hóa sẽ tạo ra những mảng tiểu cầu bám vào thành mạch máu. Chính vì vậy, các mạch máu này sẽ bị tắc nghẽn, máu không thể lưu thông như bình thường. Đây là nguyên nhân chính của các bệnh tim mạch đột quỵ. Theo nhiều nghiên cứu, trong đu đủ xanh có chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C, E, A, v.v. giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa này hiệu quả, từ đó giúp chúng ta giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Tác dụng thứ tư, ngăn ngừa nhiễm trùng và giảm viêm sưng. Các vitamin có trong đu đủ xanh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể tránh khỏi sự tấn công của các vi khuẩn có hại. Do vậy, ăn đu đủ xanh sẽ giúp bạn giảm sưng phồng, ngừa nhiễm trùng và mưng mủ vô cùng hiệu quả. Khi vết thương bắt đầu có dấu hiệu sưng phồng, nhức và khó chịu do sự xâm nhập của các loại vi khuẩn, hãy dùng nước ép đu đủ xanh đắp lên vết thương. Nó sẽ làm mát vết thương và hạn chế việc nhiễm trùng. Lá đu đủ vốn là liều thuốc chữa thấp khớp hiệu quả, tuy nhiên trong quả đu đủ xanh cũng có các thành phần chống viêm sưng. Thường xuyên ăn đu đủ xanh có thể chữa được các bệnh viêm xương khớp mãn tính, thấp khớp, gút, v.v. Tác dụng thứ 5, tăng cường thị lực cho mắt. Cả đu đủ xanh và chín đều chứa lượng vitamin A rất dồi dào, vì thế ăn đu đủ sẽ giúp cho mắt sáng và khỏe hơn. Ăn các món làm từ đu đủ xanh tốt cho những người bị bệnh về mắt như cận thị, loạn thị, v.v. và cũng ngăn ngừa tình trạng mắt mờ cho người già. Tác dụng thứ 6, giúp điều hòa kinh nguyệt. Đu đủ chín và xanh là loại trái cây hỗ trợ điều trị rối loạn kinh nguyệt rất tốt cho các bạn nữ. Ngoài ra, lấy đu đủ xanh, ép nước uống cũng sẽ giúp tử cung thực hiện chức năng tốt hơn và điều hòa kinh nguyệt. Tác dụng thứ 7, giúp giảm cân hiệu quả. Quả đu đủ chứa rất nhiều loại vitamin A và C. Ngoài ra, nó còn là nguồn dồi dào kali và chất xơ. Chính chất xơ giúp tạo cảm giác no và ngăn ngừa táo bón, bảo vệ đường ruột và hệ thống tim mạch. Hàm lượng cholesterol và chất béo trong đu đủ khá thấp, do vậy đu đủ có thể hỗ trợ trong việc giảm cân. Tác dụng thứ 8, giúp bảo vệ và tăng cường hệ tiêu hóa. Cũng như đu đủ chín, đu đủ xanh cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cùng hàm lượng chất xơ cao, nên có khả năng thu gom những độc tố gây bệnh trong kết tràng, từ đó làm giảm nguy cơ ung thư kết tràng, ung thư ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Đu đủ xanh được coi là thuốc nhuận tràng tự nhiên bởi chúng hỗ trợ tiêu hóa, chữa táo bón, tụ máu ở hậu môn và tiêu chảy mãn tính. Tuy nhiên, bạn cần nấu chế biến chín để ăn chứ không nên ăn sống nhé. Tác dụng thứ 9, giúp tăng kích cỡ vòng 1. Chất papain trong đu đủ có khả năng tiêu hóa protein, carbon hydrate và chất béo. Các enzyme có trong đu đủ rất hữu ích, kích thích sự tiết nội tiết tố nữ, tăng kích cỡ của vòng 1. Nhưng ăn đu đủ sống không phải là cách ăn tốt, mà chính món đu đủ hầm mới là phương thuốc bổ dưỡng nhất cho kích thước vòng 1.
Và để giúp bạn có cách sử dụng đu đủ xanh đúng cách, ngay sau đây chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một vài món ăn cực kỳ bổ từ đu đủ xanh giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả. Món ăn thứ nhất, đu đủ xanh trộn tai heo. Món gỏi này có vị chua chua, tai heo giòn sần sật, ăn kèm với bánh phồng giòn rụm là món ăn ăn hoài không ngán. Nguyên liệu gồm có một cái tai heo, 400g đu đủ xanh bào sợi, 1/2 củ cà rốt bào sợi, một ít rau răm thái nhỏ, hành phi, đậu phộng rang giã nhỏ, nước mắm trộn gỏi, một thìa canh nước mắm, một thìa canh đường, một thìa canh nước cốt chanh, tỏi, ớt bằm. Cách chế biến như sau. Bước 1, đu đủ xanh gọt vỏ rửa sạch, sau đó bào sợi mỏng. Ngâm đu đủ với nước lạnh, cho thêm vài viên đá lạnh để đu đủ được giòn ngon lâu hơn. Bước 2, sơ chế tai lợn. Tai lợn sau khi mua về rửa sạch và ngâm với nước muối pha loãng. Cho tai lợn vào xong luộc chín. Cho thêm 2 thìa giấm vào luộc cùng để tai lợn được trắng và giòn. Lưu ý không nên luộc tai lợn quá kỹ vì có thể ảnh hưởng tới độ giòn của món nộm đu đủ và tai lợn. Bước 3, tiếp tục các bạn vớt tai lợn ra để cho ráo nước và thái lát mỏng vừa ăn. Bước 4, sau đó cho đu đủ xanh, tai lợn đã thái vào bát lớn. Cho nước mắm pha sẵn trộn đều và cho rau thơm lên. Món đu đủ xanh trộn tai heo đã hoàn thiện. Món ăn thứ 2, đu đủ xanh hầm giò heo. Nguyên liệu sẽ bao gồm một cái giò heo là đủ khoảng 4 người ăn. Đu đủ xanh khoảng 700g, rau mùi và hành củ, hành lá nhặt, thái khúc vừa ăn. Nếu thích canh có màu đẹp, bạn nên bổ sung cà chua. Gia vị gồm bột canh, hạt tiêu, bột ngọt. Sơ chế, móng giò chặt miếng nhỏ đem rửa sạch. Để đảm bảo vệ sinh nên cho vào nồi nước xâm xấp luộc qua. Lúc nước sôi thì đổ ra rửa lại, sau đó mới ướp móng giò với gia vị. Đu đủ nạo sạch vỏ, rửa sạch, cắt khúc. Nên xóc muối trước cho bớt nhựa. Sau đó rửa lại rồi ướp cùng gia vị cho ngấm. Cà chua rửa sạch thái miếng, rau mùi hành lá rửa sạch thái nhỏ hoặc để nguyên trang trí cho đẹp mắt. Chế biến như sau, ướp móng giò với gia vị khoảng 30 phút, sau đó đảo qua cùng hành củ phi thơm rồi đem hầm nhừ. Khi móng giò nhừ thì cho đu đủ vào. Khi đu đủ chín vừa miệng ăn thì cho thêm cà chua, sau đó nêm gia vị. Cuối cùng, trước khi chuẩn bị tắt bếp, cho hành và mùi vào, múc ra bát ăn nóng. Nếu thêm một chút hạt tiêu, canh sẽ thơm ngon hơn, tuy nhiên với sản phụ thì không nên ăn hạt tiêu. Các bạn thân mến, đu đủ xanh mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên nếu lạm dụng chúng quá nhiều thì chúng lại trở thành độc dược. Do vậy, cần phải cẩn trọng về lưu lượng, mức độ sử dụng đu đủ xanh chữa bệnh để tránh những biến chứng nguy hiểm sau đây. Thứ nhất, gây rối loạn hệ hô hấp. Papain, một loại enzyme có trong lá đu đủ, là loại chất dễ gây dị ứng. Ăn đu đủ với số lượng lớn có thể kích hoạt một số rối loạn hô hấp như thở khò khè, tắc nghẽn liên tục ở mũi, hen suyễn, v.v. Thứ hai, khiến tay co quắp, không còn cảm giác. Nếu ăn quá nhiều chất beta-carotene có trong đu đủ có thể khiến da đổi màu, co quắp và không còn cảm giác. Nếu như người bệnh còn mắc thêm chứng vàng da thì mắt có thể chuyển sang màu trắng, lòng bàn tay và bàn chân chuyển sang màu vàng. Thứ ba, gây tiêu chảy. Giống như tất cả các loại trái cây giàu chất xơ, đu đủ không an toàn nếu ăn quá nhiều trong giai đoạn bị tiêu chảy. Nguy hiểm hơn cả là bạn sẽ rơi vào trạng thái mất nước trầm trọng đấy nhé. Quý vị thân mến, như vậy là qua phần đầu chương trình, bạn đã hiểu hơn về những tác dụng cũng như cách sử dụng đu đủ xanh an toàn cho sức khỏe của cả gia đình rồi, được không nào? Hãy áp dụng ngay nhé! Thưa quý vị, đu đủ khi còn xanh thì được xem là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Còn khi chín, chúng lại trở thành thức quả thơm ngon, ai cũng yêu thích. Tuy nhiên, vẫn có một số đối tượng nếu ăn quá nhiều đu đủ chín sẽ làm tổn thương sức khỏe, rước thêm bệnh tật vào người. Chính vì thế, hãy cùng theo dõi phần cuối của video để xem bạn có phải là nhóm đối tượng cần hạn chế ăn đu đủ chín không nhé! Ăn đu đủ thường xuyên có tác dụng bổ máu, giúp hồi phục gan ở người bị sốt rét, chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên sẽ không lường hết được tác dụng phụ của đu đủ chín trong các trường hợp người bị bệnh sau đây. Thứ nhất, người bị vàng da. Không những đu đủ chín, bí ngô, cà rốt, xoài đều là những thực phẩm chứa nhiều beta-carotene. Nhiều người ăn nhiều thực phẩm này dẫn đến tình trạng vàng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mu bàn tay, mu bàn chân do ứ đọng nhiều beta-carotene. Để cải thiện triệu chứng này, bạn nên dừng ăn một thời gian. Theo dõi nếu tình trạng không được cải thiện thì nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân. Thứ hai, người bị dạ dày. Ăn đu đủ chín thường xuyên sẽ kích thích hệ tiêu hóa, giảm bớt các triệu chứng khó tiêu, táo bón. Tuy nhiên, ăn quá nhiều đu đủ sẽ làm đảo lộn hệ tiêu hóa của bạn, có thể gây ra rối loạn dạ dày với các triệu chứng như là đau bụng, buồn nôn, đầy hơi, bụng trướng, v.v.
Thủ phạm chính của các triệu chứng này là sự dồi dào của chất xơ và nhựa đu đủ có trong dạ dày, khiến dạ dày phải co bóp nhiều, nó thậm chí còn kích thích dạ dày, gây ra những trận nôn mửa. Thứ ba, người có cơ địa dị ứng. Nếu bạn bị rối loạn hô hấp như hen suyễn hoặc bất kỳ trường hợp dị ứng nào, hãy cẩn thận khi ăn đu đủ. Đôi khi phấn hoa có thể dính lên vào đu đủ, nên hãy đảm bảo bạn đeo găng tay khi gọt đu đủ. Vứt vỏ và găng tay vào thùng rác ngay sau khi gọt xong. Bạn cũng nên che miệng và mũi bằng khăn để tránh dị ứng. Dị ứng đu đủ thường có các triệu chứng sau: sưng miệng, ngứa xung quanh mặt và cổ họng, phát ban trên lưỡi, chóng mặt, nhức đầu, đau bụng, khó thở và khó nuốt. Thứ tư, người có hệ tiêu hóa kém. Đu đủ được coi là phương thuốc chữa táo bón tự nhiên hiệu quả, nhưng nếu quá lạm dụng thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Vì khi hàm lượng chất xơ cao, lượng nước cũng tăng lên, phân sẽ bị cứng lại và gây táo bón. Còn với người bị tiêu chảy cũng không nên ăn nhiều vì hàm lượng chất xơ nhiều. Nếu ăn nhiều trong thời gian này, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất nước trầm trọng. Thứ năm, bệnh loãng máu. Những người bị bệnh loãng máu nên tránh ăn đu đủ vì lá đu đủ có khả năng làm loãng máu. Do đó, nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào để chữa bệnh loãng máu hoặc thuốc chống đông máu như aspirin chẳng hạn, hoặc bạn vừa trải qua một ca phẫu thuật cách đây vài tuần, hãy tránh xa loại quả này do tính chống đông máu của nó. Quý vị thân mến, như vậy là qua 15 phút của chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về những công dụng của trái đu đủ xanh. Hãy cùng chúng tôi nhắc lại tác dụng điển hình nhất nhé. Loại bỏ sỏi thận chỉ với một trái đu đủ xanh. Để dùng đu đủ xanh chữa bệnh sỏi thận, bạn có thể làm theo cách sau. Chọn một quả đu đủ bánh tẻ, vỏ còn xanh, nhiều nhựa trắng. Cắt bỏ đầu đuôi, bỏ hạt, thêm một ít muối vào đu đủ cho vừa ăn. Tiếp đó, đặt quả đu đủ vào nồi, đổ nước đun cách thủy trong khoảng 30 phút, mỗi ngày ăn một quả. Trong quá trình chữa bệnh, người bệnh nên uống thêm nhiều nước, ăn nhiều hoa quả và hạn chế những loại thực phẩm nhiều canxi. Chúc các bạn thành công với phương pháp chữa bệnh này. Sống an lạc, sống khỏe, sống thọ.